Vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Trần Hưng Audio. Xin chúc các bác và anh em xem video thật nhiều sức khỏe và bình an. Thì ngày hôm nay bên em lại tiếp tục lên chia sẻ, phân tích, hướng dẫn cách chỉnh dòng vang số Theta K3. Thì dòng vang số Theta K3 nó là một trong những cái dòng vang em đánh giá rất cao về chất âm nhạc và chất âm mic của dòng vang số Theta K3 các bác nhé. Thì dòng vang số Theta K3 thì nó sử dụng nguồn xung, tức là nguồn autovol, thì điện yếu cũng chạy được và điện khỏe cũng chạy được. Và dòng này thì dòng Theta thì nó sẽ sử dụng chip DRIM các bác nhé, nhưng mà nó đã xóa hết chip rồi. Thì đa phần những cái dòng Theta thì nó thường nó xóa hết chip các bác nhé, nhưng mà con này thì em biết nó chạy chip DRIM. Đấy, đây là bên mạch bên trong của con vang Theta K3. Thì mong muốn của em, các bác và anh em vào xem video, hãy cho em xin một nút like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ngày một phát triển hơn các bác nhé. Và các bác và anh em cập nhật thông tin mới nhất về những cái bản hướng dẫn vang hay là bán hàng thiết bị âm thanh bên em, thì em sẽ đi vào hướng dẫn cho các bác và anh em là cách chỉnh vang số Theta K3. Thì đây là đường sau của chiếc vang số Theta K3 các bác nhé. Thì con này nó sẽ có nguồn rời, tức là các bác và anh em dùng dây nguồn cắm nồi cơm điện hay là cắm ba chân, các bác và anh em cắm vào cái ổ nguồn đằng sau này các bác nhé. Đấy, và nó sẽ có công tắc tắt bật đằng sau. Đấy, và con này nó sẽ có dây kết nối 232 phần mềm, nhưng mà con này thì em tính chỉnh full tay thôi các bác ạ, chỉnh full tay. Nếu mà các bác và anh em muốn chỉnh phần mềm thì đao phần mềm ở trên phố nhạc về, các bác và anh em có thể là chỉnh phần mềm. Đấy, và con này nó có tín hiệu đầu vào cổng quang các bác nhé, con này nó tích hợp cả cổng quang này các bác này. Và những cái đường vàng đây là đường ra vào của đường video. Đấy, thì những cái da vàng này thì các bác và anh em bây giờ cũng sử dụng rồi này. Và đây nó sẽ có một cái chiết áp bằng cơ các bác nhé, để các bác và anh em khống chế tín hiệu đầu vào của nhạc này, khống chế tín hiệu đầu vào của nhạc đấy các bác nhé. Đấy, và nó sẽ có 3 tín hiệu đầu vào bằng rắc bông sen đấy, chẳng hạn DGM này, AUX1 này và AUX2. Đấy, đây là 3 tín hiệu đầu vào bằng bông sen các bác nhé. Và tín hiệu đầu ra bằng bông sen thì nó cũng có 4 đường đấy, đường led, đường line và đường sup và đường center bằng 4 cái rắc bông sen này. Đấy, và đường canon của nó thì dòng vang Theta K3 thì nó cũng chỉ có 3 đường ra bằng canon, có cổng led này, cổng line và cổng sup thôi nhá. Thì khi các bác và anh em sử dụng con vang Theta K3 này xuống âm ly hay xuống đẩy thì các bác và anh em cắm vào đường led, đường line, đấy, hai cái đường cuối cùng này. Và nó sẽ có hai mic đường sau, mic 4 và mic 5. Thì tất cả các dòng vang Theta thì cái đường mic sau nó là đường mic phụ thôi. Đường mic phụ nó không to bằng mic đường trước các bác nhá, không to mic đường trước. Thì các bác và anh em dùng vang Theta thì các bác và anh em nên cắm mic đường trước thì chất âm của nó sẽ sáng và hay hơn mic đường sau. Đấy. Và bây giờ sẽ đi vào hướng dẫn cho các bác và anh em là cách chỉnh phần số con vang Theta K3 này. Con vang Theta K3 này nó sẽ có 3 lỗ cắm mic đường trước và cũng có 3 volume để các bác và anh em tăng giảm âm lượng cho từng lỗ mic một. Thì cái âm lượng này thì các bác và anh em cứ để cho em là 12 giờ đến 2 giờ các bác nhé. Đấy. Những cái vang mà nó có cái chiết áp khống chế tín hiệu đầu vào của mic thì các bác và anh em cứ để cho em là từ 12 giờ đến 2 giờ các bác ạ. Chứ còn nếu mà các bác và anh em để hết cỡ thì thường hay vỡ mic các bác nhé. Và bây giờ sẽ hướng dẫn cho các bác và anh em là chỉnh thông số. Con vang này nó sẽ có 4 mốt cài đặt sẵn để các bác và anh em gọi ra này các bác này, mốt 1, mốt 2, mốt 3 và mốt 4. Chẳng hạn mốt 1 các bác và anh em cài đặt chế độ eco và revert, mốt 2 các bác và anh em cài đặt chế độ eco, mốt 3 các bác và anh em cài đặt chế độ revert và mốt 4 các bác và anh em cài đặt chế độ là MC hay là nghe nhạc các bác nhá. Đấy. Và nó sẽ có 3 cái nút đỏ ở đây, 3 nút đỏ em sẽ hướng dẫn cho bác và anh em là 3 cái nút đỏ ở đây này các bác này. Đấy, 3 cái nút đỏ ở đây các bác nhá. Đấy, nút đầu tiên là nút chế độ trung hú. Thì con vang này khi các bác và em bấm vào cái nút đỏ đầu tiên thì nó sẽ hiển thị là FBX, tức là trung hú ập, tức là đang tắt các bác nhá. Bác và anh em chọn cấp độ trung hú, con này nó sẽ có 5 cấp độ trung hú cho bác và anh em. Thì các bác và anh em muốn chế độ trung hú thì các bác và anh em cũng phải để tầm chế độ cấp độ trung hú 3 hay là cấp độ trung hú 2 thôi. Đấy. Và nút
thứ hai này, nút đỏ thứ hai. Đấy. Là cái phần này các bác và anh em không cần tinh chỉnh các bác nhé. Và nút đỏ thứ ba này là cái nút là nâng tiếng nhạc các bác nhé. Con này nó có chế độ nâng tiếng nhạc các bác này. Đấy, khi các bác và anh em để cái chế độ nhạc ở phần on này, tức là nâng tiếng, bật chế độ nâng tiếng các bác nhé, bật chế độ nâng tiếng nhạc này này. Đấy, khi các bác và anh em để cái chỗ nút đỏ, bấm vào nút đỏ thứ ba mà để trên màn hình là on như này, thì cái tiếng nhạc của nó sẽ rất nảy các bác nhé, rất nảy, là chế độ nâng tiếng nhạc. Đấy. Và em sẽ hướng dẫn cho bác và anh em chỉnh cái hàng xanh này. Hàng xanh này thì cái nút xanh đầu tiên đây là nút chỉnh cho đường nhạc các bác nhé. Bây giờ các bác và anh em muốn chỉnh nhạc thì các bác và anh em bấm vào cái nút xanh này. Đấy. Bấm vào nút xanh này thì nó sẽ hiển thị là Music Input BGM, thì đây là tín hiệu BGM. Còn các bác và anh em muốn thay đổi sang chế độ In 2, In 1, In 2 thì các bác và anh em có thể là quay cái nút đầu tiên là nút Control đấy các bác nhé. Nút đầu tiên là nút Control đây. Để các bác và anh em thay đổi tín hiệu đầu vào sang In 1, In 2 đấy, hay là thay đổi sang chế độ cổng quang đấy. Đây là thay đổi tín hiệu đầu vào các bác nhé. Thay đổi tín hiệu đầu vào. Đấy. Thì đây em đang để tín hiệu đầu vào của con vang Theta K3 này là ở chế độ BGM. Và các bác và anh em bấm một lần nữa vào cái nút xanh đầu tiên để chỉnh nhạc đây các bác này. Thì nó sẽ ra Equalizer các bác nhá, Equalizer. Thì các bác và anh em để ý này, đấy, Music PEQ đang ở cần số 1. Thì bây giờ các bác và anh em muốn nghe cái tiếng bát của cần Equalizer số 1 là 72.9Hz thì các bác và anh em tăng cái nút Control này lên. Đấy, thì nó sẽ cộng gain của cần Equalizer số 1, tức là giải bát này các bác này. Đây là giải bát giải siêu trầm là 72Hz các bác nhé. Còn các bác và anh em muốn sang cần Equalizer tiếp theo thì các bác và anh em bấm vào cái nick tiến này. Đây là cái nick tiến và đây là cái nick lùi các bác nhé. Tiến sang cần Equalizer số 2. Cần Equalizer số 2 nó là cái giải bát cao của nó đang là 292Hz. Các bác và anh em muốn nghe cái giải bát cao thì các bác và anh em tăng lên. Em sẽ cho nhạc lên để các bác và anh em hiểu cái Equalizer này. Đấy, bát nó nổi lên. Đấy, về cần Equalizer số 1 nhá. Về cần Equalizer số 1 này. Đấy, em nâng lên, bát nổi lên này. Đấy, bát lên này. Giảm bát này. Đấy, tăng cần Equalizer số 2. Cần Equalizer số 3 là cái giải. Đấy, sang cần Equalizer số 3 là cái giải chung của nó là giải chung cao các bác nhé, là 2670Hz. Muốn nghe giải chung thì các bác và anh em tăng lên này, tăng gain lên này. Sang cần Equalizer số 4 là cái giải chép sáng của nhạc là cái giải 6860Hz. Đấy là cái giải chép sáng của nhạc. Nếu mà các bác và anh em muốn nghe cái tiếng chép sáng nha, các bác và anh em quay cái nút Control này đi. Đấy, thì cái gain của nó cộng sẽ là tăng và trừ của nó sẽ là giảm các bác nhé. Đấy. Và sang cần Equalizer cuối cùng của đường nhạc các bác nhé. Đấy là cần Equalizer số 5. Cần Equalizer số 5 này thì nó là 11.800Hz. Nó là cái giải chép nhuyễn. Những cái giải tí tách leng keng thì nó nằm ở cái giải 11.800Hz này. Đấy. Thì các bác và anh em muốn nghe cái giải chép tí tách thì các bác và anh em có thể là tăng lên. Cộng của cần Equalizer số 5 này lên. Đấy. Cần Equalizer số 5 là cần cuối cùng của đường nhạc là 11.800Hz. Đấy, bây giờ em sẽ đưa cái chép của nhạc lên để các bác và anh em nghe nhá. Ôi, cái điều khiển của em nó hết pin mất rồi. Đấy, thì bây giờ các bác và anh em muốn sang chương trình tiếp theo của nhạc, các bác và anh em bấm vào. Đấy, bấm vào thì nó sẽ hiển thị cho các bác và anh em là Music Ba Lăng. Music Ba Lăng đây là cân bằng với VL và với R là 100%, tức là đang bằng nhau các bác nhá. Còn bây giờ các bác và anh em muốn khống chế độ mắc đường Music phía dưới này này. Đấy, mắc Music là 0.0 decibel, tức là cao nhất. Các bác và anh em nếu mà không cho vượt ngưỡng thì các bác và anh em có thể là khống chế nó xuống tầm 8.0 decibel thì âm lượng Music chỉ vặn được đến 8.0 decibel này, chứ không vặn lên được 0.0 decibel. Đấy, 0.0 decibel là cao nhất các bác nhá. Đấy.
đấy là xong cái phần chỉnh nhạc đấy. Chỉnh nhạc thì các bác và em chỉ quan tâm đến cái tín hiệu đầu vào và năm cần equalizer để các bác và em chỉnh nhạc thôi. Bây giờ đến cái phần chỉnh mic các bác nhé. Phần chỉnh mic thì các bác và em bấm vào cái phần nút xanh thứ hai này, đấy nút xanh thứ hai này là các bác và em được phép chỉnh mic. Thì khi bấm vào nút xanh thứ hai này thì nó sẽ hiển thị cho các bác và em là HPS, tức là cắt giải trầm cho tiếng mic. Thì các bác và em muốn cái giải trầm của mình, mic của mình bao nhiêu thì các bác và em cắt. Nếu mà các bác và em để 200 này thì cái tiếng mic nó sẽ thành tiếng này nó không còn tiếng bát nữa nhá. Đấy thì các bác và em phải để cho em là từ 60Hz, 70Hz hay 80Hz tùy mic có cái độ trầm bao nhiêu hay là loa nó có độ trầm bao nhiêu để các bác và em cắt cái HPS này. Đây em đang để là cắt giải trầm cho tiếng mic là 65Hz. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy bây giờ các bác và em bấm cái nút lệch lệch này để con chuột nó sang cái phần LPF, tức là cắt giải cao cho tiếng mic nhá. Cắt giải cao cho tiếng mic này. Đấy, giải cao cho tiếng mic thì các bác và em cứ để cho em là 16.0kHz. Đấy, tương ứng với 16.000Hz đấy các bác này. 2, 2, 4, 2, 4, 5, 6. Đấy thì các bác và em chơi vang số thì các bác và em phải hiểu là HPF, tức là cắt giải trầm. Giải trầm là những cái giải bát của tiếng mic các bác nhé. Còn LPF là cắt những cái giải cao của tiếng mic, tức là giải chép mic các bác này. Đấy, bây giờ sang chương trình tiếp theo của đường mic, các bác và em bấm vào cái nút xanh thứ hai này thì nó sẽ có mic FEQ1. Đây là cần equalizer số 1 của mic các bác nhé. Cần equalizer số 1 của mic thì nó cũng chỉnh tương tự như phần nhạc thôi. Đấy thì mic nó sẽ có 7 cần equalizer để các bác và em tinh chỉnh cho tiếng mic. Chẳng hạn cần equalizer số 7 là cần equalizer cuối cùng của đường mic, là cái giải chép mic. Bây giờ em muốn nghe thêm cái xịt xịt xỉu mic, em tăng gain lên tí, tự cộng lên, em để cộng 4.4 có nhá, cộng 4.4 đấy. 1, 2, 4, 5, 6, 6. Đấy thì các bác và em muốn nghe cái tiếng bát mic hay là tiếng trung mic hay là tiếng chép mic thì các bác và em điều chỉnh cho em 7 cần equalizer của đường mic coi nhá, từ số 1 đến số 7. Đấy. Thì cái giải equalizer số 1 là giải bát, đang là 103Hz, tức là nó là giải bát của mic các bác nhá. Đấy, nếu mà muốn nghe tiếng bát mic thì các bác và em cũng cộng lên thì đây là gain các bác nhá, cộng gain này. Đấy, tăng hay là giảm thì nó nằm ở cái gain này các bác này. Đấy, thì những con phang khác thì nó sẽ có ghi là gain, nhưng con phang này nó không ghi gain đâu, nó chỉ ghi là một là cộng hay là trừ xuống thôi các bác nhé. Thì các bác mình em ở phía dưới nó cũng có cái sơ đồ để các bác mình em tăng giảm thì nó cũng lên xuống ở cái sơ đồ ở phía dưới này. Đấy, sang chương trình tiếp theo thì nó cũng có là center von, tức là các bác mình em muốn cho được mic ra đường center hay không này. Đấy, và ở phía dưới là mic max các bác nhá, bấm vào next để cho chuột đọc xuống phía dưới, tức là mic max khống chế độ max của con vang này, mic con vang này. Đây em đang để là cộng 6.0 decibel, tức là để max volume cao nhất. Nếu mà muốn nhỏ thì khống chế nó xuống các bác nhá. Đấy, khống chế nó xuống. Đấy là xong cái phần chỉnh cho đường mic. Và bây giờ là em sẽ hướng dẫn cho các bác mình em cách chỉnh cho đường eco dị vật, là cái nút thứ ba này. Nút thứ ba này là chỉnh cho đường eco dị vật các bác nhá. Bây giờ các bác mình em bấm vào thì nó sẽ hiển thị cho các bác mình em là E cho von, tức là E cho tổng. E cho tổng này các bác và anh em muốn cái tiếng E cho nó nhiều hay là nó ít thì các bác và anh em được phép điều chỉnh cái E cho von này các bác nhé. Thì đây em để là 4.0 decibel này. Và xuống chỗ phâu, tức là đảo pha 180 độ hay là 0 độ. Đấy, đây là đảo pha của E cho. Sang chương trình tiếp theo thì nó sẽ cho các bác và anh em hiển thị trên màn hình là E cho mode system. Đây là các bác và anh em muốn hát ở chế độ mono E cho hay là system E cho các bác nhé. Thì mono E cho thì hai loa nó sẽ phát ra hai cái tiếng E cho đều nhau. Còn system là khi các bác và anh em alo thì mỗi loa nó sẽ ra một
nhịp khác nhau các bác nhé, chẳng hạn vế L ra trước xong vế L ra sau, đấy là sitel, gọi là sitel. Còn no mono, mono là khi alo, là tiếng alo của mình hai loa nó sẽ ra đều nhau các bác nhé. Còn dê con chuột xuống phía e cho tu gì vật là các bác và anh em muốn trộn e cho vào gì vật hay không thì các bác và anh em cho về on đấy các bác nhé. Sang chương trình tiếp theo thì sẽ có là e cho delay. E cho delay tức là e cho dài hay là e cho ngắn. Các bác và anh em muốn cái tiếng e cho của mình dài hay là ngắn thì các bác và anh em được phép điều chỉnh cái e cho delay này. Thì đây em đang để cái tiếng e cho là 230 mili giây các bác nhé. Còn các bác và anh em ấn con chuột xuống repeat, repeat tức là lặp lại. Các bác và anh em muốn cái tiếng e cho nó lặp lại nhiều hay là nó lặp lại ít thì các bác và anh em cho con chuột xuống phần e cho repeat này, rồi các bác và anh em tăng. Đây là cái nút con cho, nút con cho để tinh chỉnh tất cả các thông số nhá. Đấy, chẳng hạn em cho nó lặp lại nhiều này, các bác này, lặp lại nhiều. Đấy. Thì các bác và anh em muốn cái tiếng e cho của mình nó lặp lại nhiều hay là lặp lại ít thì các bác và anh em điều chỉnh cái phần e cho repeat này các bác nhá. E cho repeat này. Đấy, nhiều các bác và anh em cứ bảo là vang khao không có tiếng e cho thì do các bác và anh em muốn hát ít hay hát nhiều thì các bác và anh em điều chỉnh cho em cái phần delay và repeat của e cho này các bác nhá. Đây em để là 60 đi. 60. Sang chương trình tiếp theo của đường e cho thì nó sẽ có gì vợt von, là các bác và anh em muốn hát cái tiếng gì vợt nhiều hay là gì vợt ít thì các bác và anh em tăng hay là giảm để decibel của cái tiếng gì vợt von này các bác nhá. Đấy, và xuống phần phâu đảo pha 180 độ hay là 0 độ thì cứ để 0 độ đi. Sang chương trình tiếp theo là đây là chọn chế độ hiệu ứng của gì vợt các bác nhá. Con này thì nó sẽ có rất nhiều các hiệu ứng gì vợt. Đấy, hiệu ứng gì vợt. Đấy. Thì các bác và anh em muốn hát cái chế độ gì vợt nào thì các bác và anh em để ROM này. Đấy. Rất nhiều. Đấy thì đây em để cái chế độ gì vợt là răng gơ hay. Đấy, răng gơ hay. Em thích, rất thích cái tiếng gì vợt của cái chế độ lăn gơ hay các bác nhé. 1 2 4 5 6 đấy. Sang chương trình tiếp theo của phần chỉnh cho effect là gì vợt delay. Đấy, gì vợt delay này thì các bác và anh em đây là độ trễ của gì vợt các bác nhé. Độ trễ của gì vợt hay gọi là sau bao nhiêu mili giây thì nó sẽ xuất hiện tiếng gì vợt, thì em để là sau 20 mili giây sẽ xuất hiện tiếng gì vợt. Nếu mà các bác và anh em để 0 mili giây thì các bác và anh em alo một cái thì tiếng mic nó sẽ xuất hiện tiếng gì vợt luôn. Nếu mà các bác và anh em muốn cho cái tiếng gì vợt của mình nó chậm lại một tí thì các bác và anh em cho lên 20 hay là cho lên 30, thì em để 20 thì sau 20 mili giây nó sẽ xuất hiện tiếng gì vợt các bác nhé. Đấy, và cho con chuột xuống phần gì vật tham, tức là gì vật dài hay là gì vật ngắn các bác này. Đấy, đây em sẽ thử đưa cái gì vật tham lên để các bác và anh em nghe cái tiếng gì vật nhé. 1 1 1 2 2 2. Đấy thì dòng vang Theta K3 nó sử dụng chip Dream nên là con cái tiếng gì vật của nó phải nói là rất mạnh và hay các bác nhé. Đấy, rất mạnh và hay. Đấy, và sang phần tiếp theo của đường effect, chỉnh effect thì nó sẽ có là EFF PEQ, tức là chỉnh equalizer cho đường effect các bác nhé. Thì equalizer cho đường effect nó sẽ có 3 cần equalizer để các bác và anh em tinh chỉnh cho tiếng bass đường e cho đường effect, và tiếng trung cho đường effect, và tiếng chép cho đường effect các bác nhé. Đấy. Đấy, tiếng bass cho đường effect tức là cần equalizer số 1 tức là 53.6 Hz, và giải trung cho đường effect là 618 Hz, và giải chép cho đường effect là 8.480 Hz. Đấy là 3 cần equalizer để các bác và anh em tinh chỉnh cho đường effect. Và cuối cùng là nó sẽ có là effect max volume, tức là các bác và anh em muốn khống chế độ max của đường effect các bác nhé. Đấy là xong là chỉnh cái đường effect này. Bây giờ nút cuối cùng xanh đây là nút chỉnh súp các bác nhá. Đấy, chỉnh súp thì các bác và anh em muốn chỉnh súp hay là cắt súp, các bác và anh em bấm vào cái nút xanh cuối cùng đây này. Đấy.
thì nó sẽ có súp von, tức là các bác anh em muốn tiếng súp nhiều hay là tiếng súp ít thì các bác anh em điều chỉnh cái súp von này đấy. Và xuống phần phâu đảo pha, đây là đảo pha các bác anh em muốn chơi tiếng súp của mình 180 độ hay là 0 độ các bác nhé. Đấy, đấy, và nó sẽ có là HPF, tức là cắt dài trầm cho đường súp, và sang LPF, tức là cắt dài cao cho đường súp các nhá. Đấy, thì các bác và anh em muốn nghe cái dài súp của mình dài trầm bao nhiêu và dài cao súp bao nhiêu thì các bác và anh em được phép cắt HPF và LPF này các bác này. Đấy, và nó sẽ có delay độ trễ của súp. Đấy, đây là độ nhạy của súp các bác nhá, độ nhạy của súp này. Đấy, đấy thì phần chỉnh súp nó cũng chỉ có vài chương trình như vậy thôi các bác nhá. Thì bây giờ các bác và anh em chỉnh xong rồi thì các bác và anh em muốn lưu nó lại thì các bác và anh em nhìn cái nút đỏ ở phía này, nó sẽ có hai chữ tàu đấy các bác nhá. Đây là nút lưu, thì các bác và anh em muốn lưu vào kênh 1 hay là kênh 2, kênh 3, kênh 4 thì các bác và anh em bấm một lần vào nút đỏ có hai chữ Trung Quốc đây này, các bác này. Đấy, thì nó hỏi các bác và anh em là server 2 memory 1, thì nó hỏi các bác và anh em có muốn lưu vào kênh 1 hay không, thì các bác và anh em bấm một lần nữa vào cái nút đỏ có hai chữ Trung Quốc này. Đấy là nó sẽ lưu vào, khi nó lưu nó sẽ ok cho các bác và anh em. Và bây giờ các bác và anh em muốn lưu vào kênh 2 thì các bác và anh em cũng bấm một lần vào nút có hai chữ Trung Quốc đây, rồi các bác và anh em bấm vào đó. Rồi nó cũng hiển thị cho các bác và anh em là server 2 memory, các bác và anh em chuyển sang 2 nhé, chuyển sang 2. Đấy, rồi bấm tiếp vào cái nút có hai chữ Trung Quốc đây. Đấy, rồi nó sẽ lưu vào kênh 2 cho các bác và anh em. Đấy, tương tự như vậy, lưu vào kênh 3, kênh 4 thì cũng vậy các bác nhé. Đấy là cách lưu. Cách lưu con vang này cũng rất đơn giản thôi các bác ạ. Và đây nó sẽ có 3 chiếc đáp tổng các bác nhé. Chiếc đáp tổng thì chiếc đáp đầu tiên nó là chiếc đáp chỉnh âm lượng của nhạc. Đấy, các bác và anh em muốn nhạc nhiều hay là nhạc ít thì các bác và anh em được phép tăng giảm âm lượng của nhạc. Đây là chiếc đáp đầu tiên. Và chiếc đáp thứ hai là tăng giảm âm lượng cho mic. Khi các bác và anh em tăng giảm thì trên màn hình nó sẽ có cái vạch chạy này các bác này. Đấy, vạch chạy này. Giảm xuống hết cỡ là mute này, còn lên thì vạch nó sẽ đi lên này. Đấy. Đấy là tăng giảm cho mic. Và tương tự như vậy, nút cuối cùng đây là tăng giảm âm lượng effector các bác nhá. Effector. Đấy. Đấy thì con vang này nói chung là nó cũng rất đơn giản và dễ chỉnh, nhưng mà nó lại đem lại hiệu quả rất cao trong việc các bác và anh em nghe nhạc và hát karaoke. Thì con vang này thì bên cửa hàng em đang có giá tiền là 1.600.000 bao ship cho bác và anh em. Bác nào mà quan tâm đến dòng vang Theta K3 với giá tiền là 1.600.000 bao ship, đã có đủ dây rắc cho bác và anh em dùng âm ly hay cục đẩy các bác nhé. Các bác và anh em dùng âm ly em sẽ cho dây rắc âm ly, còn bác nào dùng cục đẩy em sẽ cho dây rắc cục đẩy. Rồi, cảm ơn tất cả bác và anh em đã theo dõi video. Bác nào mà có nhu cầu hãy liên hệ với em theo số điện thoại là 0972951003. Xin chào tạm biệt các bác và anh em.